Thế còn nhắn tin em đánh không? Tao cũng không ngờ được. Tại sao? Tao tưởng là mày là mày yêu nhau cơ. Tao sao giờ lại yêu con khác nhở? Tao biết con đấy rồi. Hả? Người ta sẽ làm cái gì đó. Đi để ghen. Bây giờ mày còn mang chuyện tình cảm của tao để làm vlog à? Thì ra rõ chưa? Công việc của mày chỉ có thế thôi. À. Chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa? Mày nói cái gì mà có tay kia? Mày nói cái gì?